Alo, có nghe rõ không? Dạ có. Ok, thế thì chúng ta tiến hành cái buổi phụ đạo ngày nay nhé. Thì về nội dung như thầy đã hỏi từ ngoài, đầy đủ nội dung chương trình rồi, mới slide cho các bạn rồi đúng không? Alo. Alo, nào chúng ta bật cam lên à. Thì trước khi mà vào phụ đạo ấy thì thầy cũng có bảo thầy Hòa dạy hết các bạn phần chương trình kỹ thuật một rồi. Thế thì cái nội dung phụ đạo hôm nay nó chỉ là cái việc mà tôi hướng dẫn cho chúng ta biết được cái cấu trúc của đề mới và quan trọng tâm một số những cái nội dung mà chúng ta sẽ có, tức là sẽ xuất hiện ở trong đề thi. Thế thì vì là chúng ta các bạn có nhớ là thầy Hòa ngày trước thầy Hòa có dạy phần thiết kế bán khuôn không nhỉ? Ở trên trên lớp ấy. Alo. Dạ không thầy ạ. À, phần thiết kế bán khuôn thầy không dạy à? Ok. Thế thì bây giờ lát nữa thầy sẽ, vì trong đề nó sẽ có một chút phần tính toán thiết kế bán khuôn làm sao để đảm bảo được cái tải trọng khi mà thi công đổ bê tông. Thì lát nữa thầy sẽ hướng dẫn thêm cho chúng ta phần đó để chúng ta nắm được và chúng ta làm bài được. Thế thì về cấu trúc đề ấy, thế bây giờ cái phần lý thuyết thì thầy không nói lại nữa. Phần về cấu trúc đề thì nó đơn giản như sau đây. Đây chúng ta nhìn nhé. Đấy, tức là cái nội dung của cái đề cấu trúc đề mới ấy, thì nó sẽ gồm hai câu, không như là đề ngày xưa mà chúng ta thi offline ấy, thì nó sẽ có ba câu và ba câu lý thuyết. Thì bây giờ thì do là tính chất thi online chúng ta được sử dụng tất cả các loại tài liệu. Đấy, tất cả các loại tài liệu. Thế thì đề cấu trúc đề nó thay đổi một chút là cái cách hỏi nó khác đi, chứ không để cho chúng ta là chỉ dở tài liệu ra để chúng ta viết, để chúng ta chép, mà ví dụ cùng nội dung vậy mà chúng ta cần phải có sự so sánh, cần phải có sự đánh giá và kèm theo đó là cái sự hiểu hiểu và nắm được nội dung của cái nội dung của câu hỏi để chúng ta trả lời được, chứ không phải là chúng ta chỉ chép ra. Chứ như ngày xưa, ví dụ ngày xưa thì câu hỏi chúng ta là trình bày cấu tạo hệ bán khuôn móng chẳng hạn, chúng ta vẽ cấu tạo và chúng ta ghi chú tất cả các bộ phận, sau đó là trình tự áp dụng. Thế nhưng bây giờ thì không hỏi như vậy nữa. Vì sao? Nếu hỏi như vậy chúng ta chép thì nó rất là đơn giản. Cho nên bây giờ sẽ hỏi khác. Hoặc là cùng cái móng như thế, thì người ta hỏi khía cạnh khác, sự so sánh làm sao và yêu cầu người ta, tức là cho một công trình thực tế chúng ta vẽ ra. Ví dụ như có công trình 3 tầng, nhịp bước ra sao, chúng ta phải lập được cái mặt bằng kết cấu sơ bộ. Sau đó là chúng ta vẽ được cấu tạo ván khuôn, rồi so sánh và một số những yếu tố mang tính mình suy luận một chút ở trong cái câu hỏi lý thuyết đó. Còn thì đấy là lý thuyết, tức là bản chất lý thuyết thì nó cũng xoay quanh cái kiến thức mà chúng ta học thôi, chứ không có gì cao siêu cả. Tuy nhiên là chúng ta phải có sự suy luận một chút, một sự so sánh và thực tế là chúng ta phải hiểu một chút. Ví dụ như là ví dụ như là trước đây có một câu hỏi là chúng ta nói những câu hỏi là thuần thôi, ví dụ như là hạ mực nước ngầm trình bày phương pháp hạ mực nước ngầm ống giếng có máy bơm hút sâu, thì chúng ta chỉ việc vẽ hình ra rồi, tức là chúng ta thi thi theo kiểu không được dở vở thì chúng ta phải vẽ ra và chúng ta trình bày là được. Nhưng bây giờ thì chúng ta không không có không như vậy nữa, mà người ta sẽ cho một dự án đấy, cho một hố móng quy mô như vậy, thể tích như vậy, thì chúng ta làm sao chúng ta phải lựa chọn được phương pháp
Theo bạn, chúng ta phân tích về giải pháp hạ mực nước ngầm. Mực nước ngầm nào sẽ là hợp lý trong cái quy mô và trong cái độ sâu và cái đặc điểm của công trình đấy? Thì cái đó chúng ta hiểu biết được tất cả các loại hạ mực nước ngầm. Đấy, các phương pháp, mỗi phương pháp nó sẽ có cái phạm vi áp dụng cũng như là cái đặc điểm của nó, chiều sâu rồi thì sức lâng rồi thì là sức bơm lên, sức hút này rồi thì công suất. Đấy, thì nó sẽ áp dụng, nó sẽ thích hợp cho chúng ta cho một quy mô chỉ nhất định. Thì cái đấy chúng ta hiểu biết được sự so sánh của các phương pháp để chúng ta phân tích được, chúng ta lựa chọn. Đó chính là những kiến thức thực tế so cho đi nào. Một quy mô và một công trình là chúng ta phải có cái giải pháp để chúng ta chọn được cái phương pháp. Tất nhiên thì mỗi công trình thì ai làm được. Tức là ở cùng với dự án đấy, ví dụ chúng ta xây cái nhà 5 tầng, 7 tầng, nếu mà thi công trong Hà Nội thì phương pháp nó sẽ khác, bởi vì những nhà thầu nó sẽ có những cái công nghệ, có những hồ sơ lực khác nhau. Rồi nếu thi công ở quê thì khác, hệ mặt khuôn khác, bơm bê tông vận chuyển nó khác nhau. Tất nhiên vì sau đều công trình đều được hình thành. Tuy nhiên là cái quan trọng của chúng ta, quan trọng của người kỹ sư là chúng ta phải đưa ra cái giải pháp hợp lý, thi công hợp lý để cho cái chi phí và cái giá thành nó là nhỏ nhất. Thì cái lý thuyết ở đây nó sẽ là cái suy luận như vậy. Đấy. Ngày xưa chúng ta mà không được giờ vở, chúng ta đơn thuần là việc chúng ta trình bày một nội dung thôi, tôi nhớ rồi hiểu thế thôi. Nhưng bây giờ chúng ta được vở rồi thì chúng ta không còn cái việc mà chúng ta chép nữa, mà chúng ta phải có sự phân tích so sánh, tức là chúng ta hiểu được. Tức là chúng ta vẫn phải ôn, chúng ta phải hiểu được cái đó. Thì đó là cái lý thuyết. Cái lý thuyết thì thầy cũng không nói nhiều, bởi vì bản chất là nó nội dung môn học. Tuy nhiên là nó sẽ kèm theo sự là chúng ta phân tích, đánh giá và hiểu sâu hơn chút, chứ không chỉ là ôm cái quyển ra để chép không. Đề ra không phải như vậy. Với buổi hôm nay thầy tập trung cho chúng ta phần bài tập nhá. Phần bài tập vì nó có khác hơn một chút. Bài tập ở đây thì phần đầu tiên tức là nó có những nội dung để mà xoáy quanh để chúng ta ra được bài tập. Đó là thứ nhất là phần xác định khối lượng công trình đất, tính toán số lượng xe vận chuyển cho đất, vận chuyển được khối lượng đất đấy. Thì đề bài này thì người ta sẽ cho, tức là đề bài nó sẽ có một cái công trình thực tế. Đây chúng ta sẽ có một cái ví dụ về hố móng như này, hình thù đấy, hoặc là hình thù như này, một hình thù nhất định. Đấy. Một cái móng công trình này thì khi mà chúng ta đào mở để thi công phần móng bên dưới thì chúng ta phải tính toán được cái khối lượng phần hố nào để phục vụ cho giai đoạn thi công phần móng đó. Thế thì để làm được cái này thì dễ thôi, không khó. Phương pháp là gì? Trước đây các bạn nhớ là chúng ta đã được học cái phần tính toán khối lượng công trình đất rồi đúng không? Đây. Chúng ta có phần tính toán khối lượng công trình đất. Chúng ta phải ôn lại nhé, thầy giới thiệu lại đây, tính toán khối lượng công trình đất. Thì ở đây chúng ta có lại đây, phần phương pháp tính. Ở trong tài liệu thì chúng ta tính toán một hình cụ thể đây. Còn đấy là một hình chữ nhật. Còn thực tế công trình của ta không phải công trình nào đánh hình chữ nhật, mà có thể hình chữ L, những hình mà được tạo bởi các hình đơn giản. Đấy. Thế thì ở trong nội dung của môn học ấy thì đã cho chúng ta được cái công thức này rồi. Đây. Cho ta công thức tính một hố móng này rồi. Đây, hố móng có đáy là A, B, C, D. Và miệng nó sẽ là A, đây, miệng nó sẽ là phần đào, hố đào và có toa ly mái dốc. Thì cái hệ số này chiều, cái quy mô công trình thì đề bài sẽ cho rồi. Tức là cho ta diện tích đáy, này, cho ta chiều cao, cho ta mái dốc. Đấy, thì cái công việc của chúng ta là tính toán đó. Thế thì đề thì chắc chắn là không phải một cái hình đơn giản như này. Đấy. Mà nó sẽ là một hình phức tạp hơn. Thì vấn đề cái phương pháp của chúng ta là gì? Ở đây. Ở đây các bạn nhìn này. Tức là chúng ta được phép sử dụng công thức này nhá. Để tức là chúng ta không phải chứng minh nữa, mà chúng ta có luôn công thức này. Đây là tôi có một cái hình này nhá. Thế thì tôi có được cái công thức tính đo đây. Bao gồm các cái biến, các cái thông số cần phải biết là chiều sâu, các cạnh này, các cạnh để ta tính được. Thế thì trong khi mà đi thi chúng ta chỉ cần khi đi thi thì chúng ta áp dụng luôn, chứ chúng ta không phải chứng minh lại. Vấn đề chắc chắn nó sẽ khó hơn một chút, đó là cái phức nó sẽ phức tạp hơn.
Thì phương pháp chúng ta là gì? Chúng ta sẽ sao nó bị nhảy trở lại nhỉ? Thế thì cách thức của chúng ta là gì? Chúng ta sẽ chia cái hình ra. Đây ví dụ nha, tôi có ví dụ một hình lớn nhưng mà tôi vừa vẽ đúng không? Mặt bằng ở đây. Toa ly nó sẽ toa ly mái dốc như này. Toa ly mái dốc rồi. Các bạn này. Đấy, toa ly mái dốc. Đấy. Thế thì cái hình này nó sẽ là một hình phức tạp hơn một chút. Thế thì cái cách của chúng ta làm là gì? Chúng ta phải chia hình nhỏ bên dưới này. Nó chia hình nhỏ bên dưới này. Đấy. Chia nhỏ bên dưới thành các hình để ra tính toán, thì chúng ta sẽ được các hình cơ bản và chúng ta sẽ tính toán được. Thì đó là chính là cái phương pháp chúng ta. Nhân đề thì nó sẽ cho một vài hình này thôi. Chúng ta cần ôn lại, nhớ lại một chút cái cách tính. Thì đây là một hình đã có công thức rồi. Chúng ta chia hình kia ra thì nó sẽ có, chúng ta nhớ là chúng ta ôn lại những cái công thức tính, những cái hình mà cơ bản. Một là hình lăng trụ, đáy tam giác hay đáy tứ giác. Hai là hình lăng trụ này, hình chóp là những hình cơ bản, người gộp chữ nhật, và chúng ta cần phải nhớ được công thức để chúng ta vận dụng và áp dụng vào đây. Bài toán chúng ta không khó là chúng ta chỉ biết chúng ta làm sao chúng ta biết chia nhỏ cái hình phức tạp thành những hình đơn giản để chúng ta tính, và mỗi hình đơn giản đó chúng ta nhớ lại và chúng ta vận dụng được các công thức để áp dụng. Đây ví dụ đây tôi có đây, khi mà chúng ta chứng minh xong rồi thì tôi có đây là hình đơn giản nhé. Đây các bạn này, hình mà đáy hình chữ nhật đây, nó sẽ tạo cho chúng ta cái ta luy đây đấy. Thì đây là sau khi một công thức rồi thì đây là hình đơn giản, và công việc của chúng ta là chúng ta biến cái hình phức tạp để thành nhiều hình đơn giản này đấy. Và chúng ta khi mà biến được hình đơn giản này rồi thì chúng ta áp dụng luôn công thức này mà không cần phải chứng minh đấy. Áp dụng luôn, quan trọng là chúng ta phải xác định được h là cái gì, a b c d là cái gì đấy. Đấy là bài toán tính toán khối lượng. Thì ở đây kèm ở trong nội dung tính toán khối lượng ấy, nó có thêm một chút nữa. Đây, đó là cái phần tính toán khối lượng xe, xe vận chuyển. Thì khối lượng xe vận chuyển thì thực ra cái bài toán này rất dễ thôi. Nó sẽ có được cái gì là đề bài sẽ cho được cái tốc độ xe này, thể tích xe vận chuyển này. Đấy, thì làm sao chúng ta phải tính được khối lượng xe để vận chuyển được khối lượng đất trong thời gian bao nhiêu. Thì cái bài toán nó rất dễ, không khó gì cả. Đấy. Lưu ý là trong đấy nó có một cái hệ số rho và hệ số lở đất, tức là thể tích đất khi đào là chúng ta tính theo tích hình học nguyên khối, còn khi mà chúng đào lên, chúng đổ lên xe thì nó sẽ có hệ số tơi, và tất nhiên là cái thể tích đấy nó sẽ lớn hơn thể tích mà chúng ta tính trong lý thuyết. Đấy. Tức là chúng ta phải hiểu đó là chúng ta phải áp dụng cái thể tích sau khi đào để chúng ta tính được khối lượng xe. Nếu như chúng ta mà áp dụng cái khối lượng hình học đất nguyên thổ ấy, thì chúng ta sẽ bị thiếu. Đấy. Bởi vì khi chúng đào lên nó sẽ bị tơi, bị xốp. Phần nội dung thứ hai trong phần bài tập đấy nha. Thì các bạn ở đây là chúng ta về chúng ta cần phải xem lại cái công thức tính khối lượng công trình đất về đấy là hình chữ nhật. Và cái bài toán tính xe vận chuyển thì rất dễ thôi, không khó. Ngoài ra thầy nhắc thêm một chút là chúng ta phải nhớ lại những công thức tính hình lăng trụ nhé. Đấy là hình chữ nhật, hoặc đấy là một hình tam giác, hình chóp đấy là hình chữ nhật, hoặc đấy là hình tam giác, là những hình mà chúng ta sau khi chia nhỏ một hình phức tạp ra có thể nó sẽ xuất hiện thành những hình đó, và chúng ta phải nhớ và xác định được hình lăng trụ đâu là đáy, đâu là chiều cao, và công thức của nó như tính ra sao thì chúng ta sẽ đạt được chính xác. Tôi sang cái phần nội dung thứ hai về phần bài tập. Ở đây thực ra ngày trước nếu mà chúng ta offline thì chúng ta không có phần bài tập về tính toán thiết kế bán khuôn, bởi vì tất cả bài tập này đều được gói ở trong đồ án của các bạn. Tuy nhiên với các bạn kinh tế, lớp kinh tế thì đồ án chúng ta làm kỳ sau nữa. Còn với các bạn xây dựng thì kỳ này chúng ta làm đồ án luôn, thì những nội dung này thì thầy không hướng dẫn lại, bởi vì các bạn được hướng dẫn trong cái đồ án rồi. Thế thì khi mà chúng ta đây nhá, nó sẽ có một cái bài toán là gì? Chúng ta có một hệ bán khuôn sàn, hệ bán khuôn móng. Đây nha. Để nhắc lại một chút cái bán khuôn đấy chúng ta lại quên.
Đây. Đây nha, hệ mặt khuôn thì các bạn nhớ là chúng ta sẽ có được hệ mặt khuôn móng. Đây, có cấu tạo một chút nha. Đây là chúng ta có một hệ mặt khuôn móng. Đây, nó sẽ có các bộ phận. Bộ phận. Thì ở đây là thông thường hệ mặt khuôn móng ấy, chúng ta sẽ có những bộ phận giống như tất cả các cấu kiện. Rất là dân, tất cả các cấu kiện khác nhau, ví dụ như cột, móng, dầm, sàn. Thế thì để tạo ra được một cấu kiện bê tông cốt thép đó ấy, thì hệ mặt khuôn của chúng ta vẫn về cơ bản nó sẽ gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là phần tạo hình. Ở đây là phần móng, chúng ta tạo hình, tôi có được cái sản phẩm móng bên trong này. Thế thì bộ phận tạo hình chính là các tấm ván, là cái bộ phận tiếp xúc với phần bê tông để tạo ra được hình dáng của cấu kiện sau này. Thì đấy là bộ phận tạo hình. Cái bộ phận thứ hai là toàn bộ các hệ chống đỡ chịu lực này. Đấy, chống đỡ các sườn này, các thanh chống này. Đấy. Rồi các giằng này, thanh chống ngang này, tất cả những thứ đấy người ta gọi là hệ chống đỡ chịu lực. Thì cái bộ phận chống đỡ chịu lực đấy nó phải được tính toán thiết kế làm sao cho cả hệ ván vuông này, khi mà chúng ta thi công nó phải đảm bảo hình dáng, đảm bảo kích thước, không bị chuyển dịch, không bị vỡ, không bị bục, không bị cong vênh quá lớn. Đấy. Đấy, có những trường hợp mà chúng ta không bị nhìn hệ ván vuông không bị bục, không bị gãy. Tuy nhiên là gì? Cấu kiện có độ cứng nó nhỏ quá, mềm quá, khi mà tháo dỡ ván vuông ra này thì nó xảy ra một điều là gì? Là hình dáng của cái hình chữ nhật tạo thành một hình cong hoặc hình thang. Thế thì không được. Thì cái điều kiện mà chúng ta phải kiểm soát đó là cái điều kiện không bị gãy, không phá hủy. Và thứ hai là cái điều kiện biến dạng không quá lớn cho cái hệ chống đỡ chịu lực. Thế thì cái bài toán của chúng ta, bài toán đề thi chúng ta chính là tính toán cái điều kiện đó. Ở đây có thể chúng ta, người ta có thể là đề bài yêu cầu tính toán cái tấm ván này. Khi mà đổ bê tông lên nó sẽ có các cái tải trọng tác dụng lên tấm ván. Thế thì chúng ta phải kiểm soát được cái tải trọng và kiểm soát được khả năng chịu lực của tấm ván, để cho khả năng chịu lực của tấm ván luôn luôn chịu được cái tải trọng tác dụng đó, cả về điều kiện bền và điều kiện biến dạng. Chúng ta nhớ là hệ ván khuôn chúng ta sẽ tính toán và thiết kế theo hai điều kiện. Điều kiện bền là điều kiện không bị phá hủy, tức là gì? Khi đổ bê tông là hệ ván khuôn chúng ta không bị sập, không bị gãy, không bị bục. Đấy. Tức là các tấm không bị phá hủy. Điều kiện thứ hai là điều kiện biến dạng, tức là gì? Khi đảm bảo điều kiện thứ nhất rồi thì chúng ta còn phải kiểm soát điều kiện thứ hai nữa, là điều kiện không bị cong vênh quá lớn, tức là cái chuyển vị cho phép không lớn hơn cái chuyển vị mà tiêu chuẩn cho phép. Thì đây là một cấu tạo hệ ván khuôn móng. Thì trong đề bài nó có thể là gì? Cho chúng ta phải tính toán này, tính toán phần móng này, tính toán các tấm ván này, khi mà có hệ chống như này làm sao để đảm bảo. Thế thì vấn đề tính toán nhà thì tí lát nữa thầy sẽ nói kỹ hơn. Ngoài ra đây nhá, nhắc lại các cái bộ phận khác như cột này, đây ván khuôn cột các bạn thấy, đây ván khuôn cột chúng ta cũng có các cái tấm, thì chúng ta cũng phải tính toán và kiểm soát được làm sao cho các cái tấm ván này nó không bị gãy, không bị chuyển vị quá lớn. Rồi thì hệ mặt khuôn dầm sàn này, hệ mặt khuôn dầm sàn này là các bàn đáy rồi bàn tay chúng ta kiểm soát được đó. Thế thì đây nhá, để mà làm được việc đó đây, đây đây là cái nội dung hướng dẫn đồ án này chúng ta có này. Thầy hướng dẫn qua chúng ta vài chủ đề chúng ta nắm được để mà chúng ta làm được bài toán ấy. Thì tất nhiên đề bài thì trong đề thi sẽ có cho hết chúng ta các nội dung rồi, về tải trọng, về tải trọng, về các thông số của cấu kiện gỗ. Thì chúng ta, các bạn đọc lại cho tôi phần này nhé. Phải đọc thêm nhé, xin lỗi các bạn, phải đọc thêm cho tôi cái tiêu chuẩn này để nó xác định. Đây, xem kỹ lại cho thầy cái tiêu chuẩn. Đây. Thầy ơi, thầy cho bọn để em xin slide của thầy được không ạ? Được, ok. Cái slide này thầy sẽ gửi cho, vì đây là cái... Ôi chết.
Ôi, xin lỗi các bạn vì máy nó bị hết pin nó out ra. Bây giờ tôi sẽ nói một chút về cái hướng dẫn chúng ta một chút phần tính toán cái bán khuôn trong phần bài tập và nó là nội dung của đồ án. Theo ghi nhận chúng ta thì chưa đóng. Đây các bạn nhé. Chúng ta là thứ nhất. Ở trong nội dung đồ án ấy thì chúng ta sẽ tính toán thôi đấy, chúng ta sẽ tính toán những nội dung đây này. Ví dụ một cấu kiện cột đấy nhé. Đầu tiên trước khi mà vào tính toán ấy, thì những kiến thức chúng ta cần phải xem lại. Đây, thứ nhất là chúng ta phải có cái tiêu chuẩn 4453195. Đây là tiêu chuẩn thi công và nghiệm thu công trình bê tông cốt thép toàn khối. Đây chính là nội dung đồ án chúng ta làm. Thì chúng ta phải bám theo cái tiêu chuẩn đó. Thì trong đây nó có rất nhiều những nội dung. Đấy. Từ tải trọng tính toán, rồi từ những yêu cầu nghiệm thu, yêu cầu thi công, sai số cho phép vân vân, rồi thời gian tháo dỡ ván khuôn, các loại ván khuôn, tất cả chúng có hết ở trong này, tiêu chuẩn này. Và chúng ta phải bám theo đó. Thì chúng ta muốn làm tốt được cái đồ án hay muốn làm tốt trong cái nội dung bài tập đây thì không cần nhiều lắm, nhưng chúng ta cũng đọc để ta biết được cái gì, biết được cái tải trọng, biết được cái điều kiện cho phép và biết được cái cấu tạo. Thì đây nha, trong một đây thì cụ thể hơn đây, ví dụ nha, chúng ta thầy đang nói một cấu kiện cột nha, chúng ta nhìn này, đây là cái hình thứ nhất là sơ đồ nhỏ hay chính là cấu tạo thực tế mà lắp dựng ở trên công trường này. Thì chúng ta thấy là sẽ có được thứ nhất là các cái tấm ván này, các cái tấm ván đây, ván khuôn cột này, các cái tấm ván chính là bộ phận tiếp xúc với bê tông để tạo thành cái khuôn, tạo thành cái khuôn để đúc cấu kiện bê tông cốt thép. Và muốn cái cấu kiện chúng ta được hình dáng như mong muốn thì cái hình, tức là khi tháo ra muốn hình dáng mong muốn thì cái bộ phận tạo hình này chính là các tấm ván này phải được cấu tạo đúng hình dáng như vậy, và quá trình thi công nó phải được giữ nguyên hình dáng, không bị thay đổi. Thế thì nó mới khi đóng rắn nó mới tạo ra được một hình như ta mong muốn. Thế thì ở đây là chúng ta có được cái cấu tạo gồm có các gông cột này. Đây các gông cột chính là bộ phận tạo hình, gông cột chính là cái bộ phận tạo hình để là bộ phận chống đỡ giữ cho cái bộ phận tạo hình ổn định về hình dáng trong suốt quá trình thi công. Đó. Bên cạnh đó thì nó sẽ có các cái tăng lơ rồi các thanh chống xiên để giúp cho cả cái cột này luôn luôn giữ phương. Đó. Thẳng đứng. Đó. Cái ổn định tổng thể nó luôn chuẩn chính xác. Nếu ta một cột bị nghiêng nó sẽ bị nghiêng hơn giới hạn cho phép, chúng ta phải đập đi làm lại. Thế thì từ cái sơ đồ nhọc này, cái bài toán này thì chúng ta thiết kế cái hệ ván khuôn cột này. Có thể là chúng ta phải chọn chiều dày ván khuôn để chịu được một loại tải trọng nhất định. À. Thế thì ở đây chúng ta có này, ở đây chúng ta có này, từ cái cấu tạo này chúng ta sẽ có được một cái sơ đồ tính. Trong cái bài toán thiết kế chúng ta bao giờ chúng ta phải có số liệu đầu vào. Một là chúng ta có tải trọng, hai là chúng ta có cấu tạo tức là chính là cái sơ đồ tính này. Vì mỗi cái cấu tạo khác nhau ấy, thì chúng ta sẽ có một sơ đồ khác nhau. Khi đó chúng ta sẽ tạo ra được cái nội lực cùng một tải trọng tác dụng cái cấu tạo khác nhau, thì chúng ta sẽ ra được cái nội lực khác nhau. Nội lực ở đây chính xác cụ thể nó sẽ là moment, nó sẽ là lực cắt. Đấy. Thì ở đây chúng ta có được cái sơ đồ tính. Sơ đồ tính đây bản chất nó chỉ là cơ kết cấu sức bền. Ở đây là chúng ta mô tả này nha, các tấm ván này thì bằng một phần thử thanh. Phần thử thanh. Các gông cột nó giữ cố định này, nó giữ cố định không cho tấm ván dịch chuyển khi mà có bê tông đổ xuống. Thì các tấm ván nó có xu hướng dịch chuyển sang. Thế thì các
các cái gông cột này sẽ giữ lại không cho tấm ván dịch chuyển. Thế thì nó chính là các đối tượng là trong sơ đồ tính người ta mô tả như các đối tượng di động, đối tượng di động, đối tượng. Thế thì rồi các cái tải trọng tác động này, tải trọng đây nó gồm có gì? Chúng ta xem kỹ ở 1453 nhé, gồm có tĩnh tải, hoạt tải. Thì từ những cái tải trọng đó chúng ta sẽ có được cái tổng tải trọng tác dụng lên đây. Từ cái sơ đồ tính đây chúng ta sẽ ra được cái công thức, sẽ có một công thức để tính ra được cái nội lực là cái biểu đồ moment. Từ cái biểu đồ moment M ấy, này, từ cái biểu đồ moment M này các bạn này. Này, thì chúng ta sẽ có được kiểm tra được cái thằng này M nhá. M là gì? Là moment, là nội lực. Thì chúng ta sẽ kiểm tra ứng suất mỗi thanh gỗ đại diện cho một khả năng chịu lực thông qua cái ứng suất cho phép. Đây này. Đây chúng ta có ứng suất cho phép. Sau viết được này, để cho các bạn nhớ, nó sẽ có đại diện bằng một ứng suất cho phép. Thì ứng suất này cho phép trong đề nó sẽ cho gỗ là ứng suất cho phép bao nhiêu alo, sao cái Zoom bị lỗi nhỉ, quay các bạn. Vâng, chắc là do mạng thì vẫn đầy vạch mà. Thôi bây giờ nhé, thầy nói cho bạn dễ hiểu, tức là chúng ta sẽ đây bài toán này, chúng ta đây bài toán để chúng ta hiểu một cách đơn giản chúng ta làm được trong đề thi, đó là đây nha, chúng ta thầy đơn giản nhé, tức là chúng ta sẽ trong, bởi vì chúng ta chưa đọc cho nên là để phục vụ cho chúng ta làm đề thi, nó sẽ có một dạng bài toán là sẽ là gì, chúng ta sẽ có thể là tính toán cái chiều dày này, ví dụ cái cột này, cái cột hay cái móng như nhau thôi, bởi vì nó là các cấu kiện thành đứng, còn cái có cấu kiện thứ hai là cấu kiện đáy lằm như là tập ván khuôn sàn hay ván khuôn đáy dầm. Thì ở đây chúng ta hiểu là chúng ta sẽ tính toán thiết kế, có thể là thiết kế hoặc kiểm tra. Có thiết kế đây là gì? Tôi cần phải thiết kế chiều dày của một thanh gỗ có các giá trị thông số hình học, có giá trị thông số liên quan đến đặc tính cơ lý của gỗ như là sigma, rồi thì hệ số E, mô đun đàn hồi để tính ra được cái độ chuyển vị. Thế thì ở đây cái bài toán của chúng ta là gì? Là chúng ta căn cứ vào điều kiện bền, nó được đại diện bằng bất đẳng thức sigma, nhỏ hơn sigma cho phép. Sigma là gì? Chính là ứng suất khi mà chịu tải trọng trong quá trình thi công và tác dụng vào, thì chúng ta sẽ tính toán ra được một ứng suất này. Thế sigma là tính như nào? Sigma nó sẽ bằng, đây thầy sẽ ghi luôn đây nhá, còn này sigma đây này, nó sẽ bằng gì? Bằng m chia cho v kép. M chính là moment. Bình thường các bạn xây dựng thì thầy không ghi hay ra đâu, thì bắt các bạn phải tự đọc m. Trong đó M là gì? Chính là đây này, là cái biểu đồ moment này.
khi mà chúng ta có được cái tải trọng nhé, có cấu tạo, lấy cấu tạo để chúng ta ra được sơ đồ tính và có cái tải trọng lấy ở đâu, xem trong tiêu chuẩn 44, 53, 195 nhé. Tải trọng đây nó có áp lực vữa xô ngang khi mà vữa ở trạng thái vữa lỏng này, tải trọng đầm, tải trọng đột, chúng ta sẽ có tìm ra, đọc kỹ ở trong cái tiêu chuẩn 453 ấy, nó có hết cả đấy. Các bạn mà không xem cái đó là chúng ta sẽ không có đủ dữ liệu chúng ta làm bài thi đâu. Đấy. Khi mà có tải trọng, khi có sơ đồ tính thì chúng ta sẽ có được moment. Alo. Dạ vâng ạ. Mạng yếu quá. Bị ao ra. Dạ thầy có thể tắt cam để nó đỡ phải tải cam lên cũng được thầy ạ. Đỡ lag hơn ạ. Dạ, sao cơ? À, tức là thầy có thể tắt cái cam cũng được ạ, để cho nó đỡ bị lag hơn ạ. Ờ, ok. Thế thì bây giờ nhá. Đây thầy ở đây nhá, thầy nhắc lại một chút là chúng ta sẽ tính toán và kiểm tra theo điều kiện bền và biến dạng đấy nhé. Đây, cái sigma nhé, làm sao để có được cái ứng suất của cái thanh gỗ này, tức là khi mà thanh gỗ chịu tải trọng ấy, thì bản thân thanh gỗ nó sinh ra một cái nội lực ứng suất để nó chống lại những cái phản lực đó. Thì cái ứng suất đây này, nó phải nhỏ hơn so với ứng suất cho phép. Nếu mà lớn hơn ứng suất phép nó bị gãy, bị bục. Thế thì cái công việc của chúng ta là chúng ta phải kiểm soát được làm sao cho cái sigma này, này nó sinh ra khi chịu tải trọng. Cái tải trọng này thì cố định rồi. Đấy, thì chúng ta chỉ làm ra tính toán thiết kế được cái độ cứng này, tải trọng cố định này, sơ đồ tính cố định này, thì chúng ta sẽ ra được một cái M. Đấy, M đây. Thì M đối với cái dầm liên tục này trong chiều cấu tạo và nước cột ấy, thì nó sẽ bằng QL bình trên 10. Đấy, thì chúng ta sẽ ra được M. Thì cái V kép này là một cái ẩn số vì chúng ta đang tính chiều dày rồi. Đấy, chiều dày của cái thanh gỗ ấy. Thì thanh gỗ chúng ta sẽ là V kép, V kép phản uốn sao là gì? Bằng B nhân H bình chia 6. Những cái thứ này chúng ta phải đọc lại. B H bình trên 6. Đấy nhá. Còn thầy sẽ ghi cho các bạn. Đấy nhá, trong đó này. V kép bằng này. B nhân H bình bình này hát bình phương nhé, thầy hát mũ 2 chia 6, trong đó B chính là bề rộng của thanh tầm ván, H chính là chiều dày tầm ván. Chúng ta thấy là gì, chúng ta muốn tăng tính cái chiều dày ở số này. Đấy, B này chính là cái nội dung mà ta cần tính, thì thông qua cái bất đẳng thức này này, thì chúng ta sẽ cái giá trị V kép này có rồi, thì chúng ta sẽ tính được thằng B này. Đấy, ở đây thì nó khác một chút này, thì nó khác với cả bài toán của bài toán thiết kế ván khuôn một chút. Ván khuôn là tôi cho một loại ván khuôn rồi, còn đối với bài toán đây là thì tôi cho cái nhịp và tôi yêu cầu là với cái nhịp này thì chúng ta tính toán được cái loại ván khuôn có chiều dày bao nhiêu thì đảm bảo. Đấy, tương tự như vậy cái F này cũng bằng cái gì, bằng một giá trị các bạn phải xem lại nhé, nó sẽ bằng Q L mũ 4 4 chia EI. Đây tất cả vân vân của hệ số K. K là hệ số đây, đây trên công thức này. K là hệ số kể đến các cái điều kiện này,
có thể dầm đơn giản, có thể dầm liên tục, thì cái hệ số k là các giá trị khác nhau. Q là gì? Q chính là cái tải trọng tiêu chuẩn gây ra chuyển vị. L chính là cái nhịp này, L cho rồi, chia mũ 4, L4 chia cho EI. E là gì? E chính là mô đun làm vừa của bộ, giá trị này cũng được cho. I là gì? Là moment hình học, là moment quán tính. I thì bằng BH mũ 3 chia 12. Đấy. Thì tất cả những F là một giá trị mà cho rồi. Đấy. F một giá trị cho rồi nhé. Thế thì chúng ta sẽ tính toán được cái giá, một cái giá kiểu đây, ở trong đây thì trong cái nội dung thì đây chúng ta sẽ có, với trường hợp đây có thể người ta tính L, tức là một cái bài toán khác là người ta sẽ cho các giá trị này, EI tải trọng này, đủ hết, và người ta tính toán L với chiều dày. Ở đây nếu trong trường hợp mà nếu mà người ta bắt tính chiều dày thì đây I này. I nó sẽ bằng cái I nhé, trong đó này I thì bằng, các bạn phải học lại, đọc lại sách bền nhé, BH mũ 4 chia 12. Đấy, thì chúng ta sẽ tính được này, thay vào chúng ta sẽ xử lý được cái việc vào đây, và chúng ta sẽ tính được một cái b đấy, một cái chiều dày, luôn luôn chiều dày min nó phải, tức là tính được một chiều dày b lớn hơn một chiều dày cho phép đấy. Thì khi mà chúng ta tính được cái chiều dày của tấm ván lớn hơn như vậy thì nó sẽ đảm bảo được điều kiện chịu lực đấy. Thế là chính là bài toán, trong bài toán của cái môn học, đề thi của môn học. Ngoài ra đây nó cũng có các cái Em được đấy. thầy y là BH mũ 3 trên 12 chưa ạ? À đúng, xin lỗi, BH mũ 3 chia 12 nhầm. BH mũ 3 chia 12. Còn VKS bằng BH bình chia 6. Đấy. Thì đây là bài toán mà chúng ta sẽ có gặp khi mà chúng ta trong đề bài yêu cầu là có một cái hệ bán khuôn cột hay một hệ bán khuôn dầm. Đấy. À, với cái tải trọng tác dụng, tải trọng là cái gì, cái gì? Đấy, nhịp bao nhiêu? Chúng ta, các bạn cần tính toán một cái giá trị, một cái giá trị mà chiều dày mà đảm bảo được khi mà thi công đoạn cái thi công cái đoạn khuôn đó, mà cái tấm ván nó đảm bảo được khả năng không bị biến dạng đấy. Thì đó chính là cái phần, đó chính là cái nội dung mà đó chính là cái nội dung mà trong đề thi nó có, nó không khó đâu. Thì chúng ta cứ xem kỹ cho thầy, học kỹ lại cho thầy cái này thôi. Đây, kỹ lại thầy mấy cái này thôi. Đấy, công thức tính biến dạng đối với trường hợp dầm liên tục thì nó bằng bao nhiêu nhé, điều tra cái này. Trong sách sức bền với sách cơ cấu là xem lại nhé. Đấy, thế thôi, không có gì khó cả. Công thức hoàn toàn, quan trọng là chúng ta phải xác định được cái công thức cách nào. Kể cả như cấu kiện khác, như cấu kiện dầm cũng vậy, đây như cấu kiện đáy dầm này, đây là cái đáy dầm này, thì chúng ta đổ bê tông bên trên này, đổ bê tông bên trên này xuống này, thì nó có tải trọng tác dụng cái đáy dầm này. Đấy, thế thì chúng ta sẽ có được cái sơ đồ tính này, đây là sơ đồ tính, đây là cái biểu đồ moment này, thì từ cái biểu đồ moment này áp dụng lại cái công thức đây, sigma nó sigma cho chép và f nó f cho phép, để chúng ta ra các giá trị. Ở đây trong đồ án ấy thì chúng ta đã có, tức là trong đồ án chúng ta chọn được cái tấm ván rồi, ví dụ tấm ván dày 3 cm, tấm ván dày 4 cm đấy, và loại gỗ có rồi, thì chúng ta sẽ thiết kế được xem là với cái tải trọng tác dụng thì chúng ta sẽ tính toán cái nhịp, là cái nhịp ở đây là cái nhịp này, cột chống này, làm sao để đỡ, ví dụ cái nhịp cột chống ta không được quá lớn sẽ bị võng, bị gãy, nên nhịp chúng ta không nên nhỏ quá, nếu nhỏ quá lại tốn cái cột chống này, thì chúng ta phải tính toán để ra được một giá trị hợp lý đấy. Thì đấy là trong nội dung đồ án. Còn trong nội dung đề thi thì người ta sẽ cho một khoảng cách này. Thấy nhá, bài toán tôi cho tải trọng, tôi cho khoảng cách, tôi cho loại gỗ mà tôi chưa cho chiều dày. Vấn đề ông phải đi chọn cho tôi một chiều dày, ông phải tính toán thiết kế cho tôi chiều dày. Thế thì cái bài toán nó ẩn, chúng ta thay đổi là ẩn B thôi. Thì là hoàn toàn giống như này thôi, không có gì khác cả. Hoàn toàn giống như này thôi. Đấy. Đấy, thì đó chính là cái bài toán thứ hai mà trong đề thi, dạng bài toán thứ hai mà trong đề thi sẽ chúng ta sẽ gặp. Hoàn toàn không khó nhé các bạn nhé, ra cần hiểu được một chút là ok. Thưa thầy, cái moment là Q là bình trên 10 á thì nó ở vị trí nào? Là tại Nó sẽ gối hay ở tại vị bụng trí cả hay nhịp nhé, sao? ở đây nhé. Ở đây nó sẽ là cả nhịp cả gối các bạn nhé, nó bằng Dạ nhau. vâng. Chúng ta coi thực tế thì nó không bằng nhau đâu, nhưng mà để đơn giản ấy, thì trong đồ án này, trong đề thi ấy, thì các thầy cũng cho nó bằng nhau để cho chúng ta dễ
cho bạn để cho dễ dàng xác định được công thức đó nhé. Dạ vâng. Đây, quy là bình là tất cả gối này, em này, gối và nhịp này, gối và nhịp đều bằng quy là bình trên 10 nhé. Như vậy để mà giải quyết bài toán này, chúng môn năm ba về cái tính đẳng hoạt tải này nhé, các bạn nhé. Đây, đọc lại thầy này rồi nhớ lại thầy các công thức này: công thức tính bền, kiểm tra điều kiện bền, có sức bền khi mà cấu kiện chịu uốn thuần túy. Đấy. M chia V kép trong đó đấy thì đó chính là nội dung phần bài tập ấy, mà thầy muốn nhấn mạnh cho chúng ta. Nó cũng đơn giản thôi, không hề khó lắm đâu. Với cả thực ra thì nó có một chút cái đề, lát nữa thầy sẽ gửi cho chúng ta cái slide này, thì sau này chúng ta có thể ở đây nhá, thầy muốn chúng ta đọc tiêu chuẩn 453-1995 ấy, thì nó sẽ các loại tải trọng đổ bê tông được lấy như nào, tải trọng đầm bê tông lấy ra sao, tải trọng hoạt tải đi lại lấy bằng bao nhiêu kg. Đấy, tất cả những loại tải trọng đó trong tiêu chuẩn đã có hết rồi, thì chúng ta phải bám theo cái tiêu chuẩn 453-1995. Ví dụ thì thầy lấy ví dụ như là tải trọng đổ bê tông khi chúng ta sử dụng cần trục tháp, đối với trường hợp mà thùng mà nhỏ hơn 0,2 mét khối thì cái tải trọng Q nó sẽ bằng bao nhiêu, rồi thì từ 0,2 cho đến 0,6 mét khối thì nó sẽ bằng bao nhiêu, rồi lớn hơn 6 mét khối, 0,6 mét khối thì nó sẽ bằng bao nhiêu. Thì những cái đó chúng ta đều phải lưu ý, chi tiết nhỏ thôi nhưng mà nó sẽ cho chúng ta ra những giá trị khác nhau và phải xem. Ngoài ra thì có thể là thi công đổ bê tông bằng phương pháp bơm thì cái Q nó sẽ bằng bao nhiêu, rồi thì tải trọng hoạt tải người đi lại nó sẽ lấy bao nhiêu. Thì trong cái tiêu chuẩn đó đã ghi được rất rõ rồi, thì chúng ta xem lại thôi. Thì về cơ bản hai nội dung bài tập trong cái đề thi nó chỉ có như vậy thôi. Mình thầy nhắc một chút nữa là đề của chúng ta sẽ là đề tiếng Anh nhé. Khi làm bài thì chúng ta vẫn khuyến cáo là chúng ta phải làm bằng tiếng Anh, thì tiếng Anh thì sẽ được điểm cao hơn. Còn trong trường hợp các bạn nào mà tiếng Anh không quá tốt thì chúng ta có thể làm bằng tiếng Việt. Tuy nhiên tiếng Việt thì sẽ không được điểm cao so với tiếng Anh. Đấy. Thì cái đó là thầy Hòa cũng nhắc. Thầy Hòa Em hôm môn cũng đã, hôm trước thầy hỏi thì trả lời. Em hỏi đi. ơ như trước thầy Hòa bảo là đề tiếng Anh xong có dịch tiếng Việt ở dưới ấy ạ, thì lần này có không ạ? Lần này để thầy xem nhé. Thôi được, thầy sẽ trả lời lớp trưởng nhá, thì thầy chưa xem đề. Thầy chưa xem đề chắc là khả năng có dịch Dạ em vâng ạ. ạ. Dạ vâng ạ. Sẽ theo lần trước thôi, không có gì khác đâu. Đấy nhá, thầy nhắc lại là hai nội dung chính về phần bài tập thì chúng ta phải 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 xem kỹ để làm được, và lý thuyết của chúng ta về bản chất vẫn là nội dung trong môn học thôi, không có gì khác. Tuy nhiên cái cách cái ra đề nó khác, là tức là chúng ta phải vận dụng so sánh. Đấy, so sánh lựa chọn, tự chúng ta phải lựa chọn giải pháp và chúng ta phân tích cái giải pháp đấy, tại sao chúng ta lựa chọn, tức là chúng ta phải có một cái hiểu sâu hơn so với học học trước đây. Trước đây chúng ta là gì, chúng ta chỉ cần học nhớ một cái giải pháp thôi,
khi mà vào câu hỏi chúng ta chép ra là xong. Có thể chúng ta không hiểu xong, nhưng bây giờ chúng ta muốn là trả lời được, kể cả chúng ta có tài liệu cũng chưa chắc đã đủ thời gian để chúng ta làm bài, để mà khi mà chúng ta nếu mà chúng ta không ôn, bởi vì là gì, chúng ta phải đọc và hiểu, mà thời gian chúng ta chỉ có 90 phút thôi. Đề tuy rằng có hai câu nhưng mỗi câu nó lại có ba ý lẻ, ba ý nhỏ cơ. Đấy, thì chúng ta tập trung vào việc đó. Có ai hỏi gì nữa không nhỉ? Alo. Em tưởng là còn cần tải trọng búa nữa. Tải trọng búa thì không có, ít là có một phần không có đâu. Không có, trong đề thi tiếng Anh của bạn không có đâu nhé. Nhá, đề thi tiếng Việt thì có. Alo. Thế cho em hỏi cái phần đào đất ấy ạ. Ừ. Thì nếu mà chia cái hình ra ấy ạ, thì những cái chỗ mà đường giao giữa hai cái hình chia ấy ạ, thì có một bên là cái chỗ phần chia là nó không có mái ta luy, còn cái phần bên kia có mái ta luy thì mình sẽ tính như nào? Cái đấy nhá, nó bản chất nó sẽ là một hình chóp ấy, ánh năng trụ ấy. Em phải nhìn hình, em phải nhìn và hình dung được hình đó. Khi ta chia ra thì một bình thường nhá, bình thường thì chúng ta sẽ có mái dốc ta luy theo các phương, đúng không? Khi cái hình tiếp giáp đấy thì một bên là mái dốc rồi thì bên kia nó sẽ là cái hình song song đấy nhá. Thầy sẽ nói lại một chút, thầy sẽ vẽ cho chúng ta, vẽ cho ta cái hình đấy. Đây nó hơi xấu một chút nhưng mà đây nhá, chúng ta chịu khó đây. Ví dụ em có một đấy nhá. Đây thầy sẽ vẽ ví dụ một hình của em nhé. Đây ví dụ một hình này. Đây đúng không? Đây. Thì khi ta luy của em này. Đây nhá, thầy vẽ cái mái ta luy này. Đây ta luy đây. Khó quá. Đấy, ta luy đây đúng không? Thì bình thường hình dưới này thì chúng ta chưa có một hình chữ L này. Thì nó chúng ta chưa có công thức để nó tính tức là càng hình này đúng không? Thì cái hình đây nhá, nếu mà chúng ta hình dung là đây một hình cối móng, nếu như hình chữ nhật thì ta có hình rồi, có công thức rồi, thì đây cái ta luy nó sẽ như này. Đây nếu mà hình chữ nhật nó sẽ ta luy chạy dọc này không nhỉ? Thì đúng không? Thì chúng ta sẽ có được mình này này, cái hình này thì ok rồi này, đúng không em? Nó chính là hình mà cơ bản mà trong, đúng không? Em đúng không? Đây nhá, để vấn đề của chúng ta là chúng ta phải xác định được cái hình đây. Hình này thì ok rồi này. Đây. Có đúng với cái hình mà trong nội dung môn học đã cho chúng ta không? Đúng ạ. Đúng rồi. Thế thì vấn đề chúng ta chỉ còn quan tâm là hình bên cạnh ấy, nó là hình gì đấy, và áp dụng công thức gì để tính nó. Đây. Thế thì có phải là hình này không? Đây này. Chúng ta nhìn nhé, cái mái này nhé, cái mái dốc này có phải song song mái dốc này không? Đúng không? Phải song song không? Dạ vâng. Đúng rồi, song song này. Thì có phải là đây chính là khi em dựng lên ý, nó chính là hình năng trụ, đấy là hình thang này không? Đây. Vì tất cả đường này song song với nhau mà. Đúng không? Nếu dựng lên nó sẽ là mình, ví dụ hình thang như này. Dựng nó lên. Tự chéo lên. Hình đúng không? Đây nó sẽ là hình năng trụ. Đây, hình năng trụ. Đấy là hình này. Và nó sẽ bị chéo chéo ra một đoạn. Em. Đấy. Thế thì công thức đấy có chưa? Bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Đây, chiều cao của nó sẽ chéo chéo này. Đấy. Hoặc là chúng ta sẽ nhân với đây là chiều cao này. Và nhân với diện tích của thằng này vuông này. Chiếu cái mặt này này. Lên phương. Thằng đứng. Thì chúng ta ra được cái mặt vuông góc. Nhân với chiều cao này sẽ ra được cái diện tích hình năng trụ này. Có hiểu hay không? Em hiểu. Tức là chúng ta phải nhớ lại công thức tính hình năng trụ, bản chất đây nó hình năng trụ nhé. Đây chính là cái máy của chúng ta là hình thang nhé. Hình thang với một góc nghiêng ta luy, và nó được kéo cái đáy đấy song song theo phương ngang đấy, và chúng ta ra được hình năng trụ này. Đây chính là hình năng trụ nhé. Nhớ tại đây hình năng trụ, đấy là hình tam giác, ở đấy là hình thang. Còn có những trường hợp đấy là hình tam giác, thì đấy là chúng ta phải
phải linh hoạt và ta hình dung được hình đó. Bản chất chúng ta đều đưa về những hình tính được thôi mà. Đấy, nó không khó. Tức là gì? Là đề thi chúng ta chỉ cho hình phức tạp hơn thôi. Cái khó, tức là cái key của chúng ta là chúng ta phải chia làm sao ra được các hình đơn giản và chúng ta phải định nghĩa được rõ đúng cái hình đơn giản đấy. Có ai hỏi gì nữa không? Alo. Chúng ta hỏi nội dung gì nữa không nhỉ? Rồi nếu mà không, chúng ta không hỏi thì thầy sẽ gửi cái slide, cái phần tính toán bán khuôn đấy cho bạn lớp trưởng nhé. Dạ vâng ạ. Rồi, hôm tới thì chúng ta phải ôn tập. Kể cả chúng ta được giờ vở nhưng chưa chắc chúng ta đã làm được đầy đủ đâu. Không phải là chép, bởi vì đề cơ cấu đề ra là khác rồi nha. Rồi, chúc các bạn thi tốt. Em ơi, thưa thầy. Rồi, chào các bạn.